Ngọn Cỏ Gió Đùa, một trong những bộ phim truyền hình xuất sắc được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Hồ Ứng Chánh. Ngọn Cỏ Gió Đùa là bức tranh tổng thể về cuộc sống cơ cực của những người dân nghèo Nam Bộ khi họ bị thực dân Pháp và những tên bá hộ bóc lột, áp bức. Trong hoàn cảnh đó, ý chí, nghị lực và lòng dũng cảm của những người nông dân chân lấm tay bùn lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Phim sẽ được chiếu trên đài VSTV KTSF 26.6 và Comcast Cable 173 vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày, chiếu lại vào lúc 2 giờ sáng và 10 giờ trưa hôm sau. Kính mời quý vị đón xem.